trời mưa gió gì mà nó mưa một cái thiếu điều không bay con nết ra ngoài mua rồi. Bây giờ mưa một cái thì có thiệt thiếu điều quá là ủa cái chạy cái gì vậy mày? Cha. Hello mọi người. Hello mọi người. Đạp cắt không? Đá rồi chạy. Trời ơi, né cái thằng cá này thú dữ vậy trời. Đây nó bao luôn. Đá đã rồi chạy. Cái đó đạp vô nha. Chào mọi người, cái bọn người ta đó mà. Hello mọi người nha. Hello mọi người, chào mừng các bạn trở lại kênh của Hải nha. Thì bữa giờ ông Cảnh ông giữa ông đâm ông chọt ông làm cho đủ thứ mọi chuyện trở nên gói ben hết. Mày đi xem. Bên ngoài cầm cam anh. Tôi đi tới mà đưa chỗ nào mà đưa cho em cam chết lắm. Ê dạ. Trời ơi. Bữa nay thì chết gì cỡ. Nè, bác. Ba nè đi tam thái tử cho anh không bao giờ bắt máy liền. Alo anh đang đâu anh Cảnh qua chưa lại đi qua nhà ông Hải nè có chuyện lạ bốn phương lại đi nhanh đi ngay qua ngay qua lại đi luôn đây mở cái dầu. Người cây của ai vậy? Cây biết đâu? Ừ, ba lấy cây nhà bà Út nữa. Lấy tông, lấy tông. Lấy tông nữa. Trời ơi, cho anh chưa, đối với tao chưa, bây giờ là đã. Sỉnh. Ai sợ cũng được, anh chậm rồi. Mình ba, băng lấy chân anh coi chú bạn. Anh biết rồi. Hải đúng không? Mày cho anh Hải hết vô rồi. Cho anh ba Hải đi. Bảy cái đầu quá, quýnh bảy cái đầu quá. Trời đang mơ kìa. Cho ba tôi mơ rồi. Ba đôi của anh. Gan rồi giờ có cái gì mà anh đang làm nhiệm trọng đang ngủ tỉnh rồi làm tỉnh hả ừ. Anh thằng ơi đâu có một ly bây giờ bữa nay uống chai luôn tại vì đi đâu về tỉnh quá thò lắm rồi ấy sao nó sỉnh mà nhỏ này không sỉnh dạ thì gãy nó nó nhậu mạnh hơn à, nó ăn mạnh thôi chứ nó nhậu không mạnh nó nhậu bỏ vòng rồi à cho nó là cho nó trên mình là đảm là có nghĩa là không cho ngủ rồi ờ sỉnh là buồn ngủ vậy lắm đừng cho ngủ mình quăng lắm rồi tao đi tao kêu nó mới được ờ thì ông quăng vô ông quăng hay phải rồi tao tao kêu nó mới đi rồi mấy mày nhỏ sao kêu nó chữ mà chữ tôi láo không có miệng gì cả không kêu nhỏ sao kêu anh Cảnh à lưu lãng nhờ cho anh thấy giờ anh chở ra tới ngoài mua đồ xong giữa đường anh bỏ lỡ đây tao bây giờ tao không cho anh nó mà tao chở ra ngoài nhà ông cho anh được wow cái gì cái tại vì ông chở ông cho anh cái là đợi hả hả chở ngoài mua cái lộn rồi không trở lại hả bà vậy mới kêu ba quằn được bỏ đi bỏ ra ta ngủ kêu nó thức ẩm cái bò tụi bi đó ba nhà bò tụi bi đó lấy giờ quằn thật hào rồi hứa với tôi cầu thì chung trời ơi ba ngồi mà tôi bốn bằng cái bài bốn bằng cảnh cho anh cảnh kêu đi cảnh kêu quá trời ba người ta đang ngủ ngon như phá chúng ta trời đánh chánh giấc ngủ đó đây đang tỉnh đó đây đang tỉnh người đó lắm à nãy nghe nói nãy đi đi nhậu là không ăn gì chơi đúng không đúng không cái mẹ mới ngủ rồi đúng không cứ ngồi cứ ngồi cứ ngồi ta đi trời lưng nghe nói đã về đi nhậu mà về chàng cũng không à già không ăn uống gì không ăn gì nhau phải uống rồi phải không già xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi già ai quá lên tung 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 tung
Thôi nha. Ở đâu có giọng nói mình tôi à. Anh chưa nói. Gì đi chợ mua rau nè, chạy gì nổi lắm rồi, đi mua rau nổi vô, chở chợ mua rau nè, nhanh đi, mang dép vô, đội nóng lên, ấy dắt anh dắt xe đi, em chạy ra, dắt xe đẩy bạn ơi, lộn lộn, anh dắt xe đi, để là xe, ở xe, đi nào, đi nào xe, má còn chạy thuốc ở chợ, đi qua rồi, gác đi, gác đi, rau. Kệ vô ngủ nữa kìa, vô ngủ nữa kìa. Ngủ nữa nhanh đi. Ẩm gái ẩm gái. Cô gái gì lắm thật nè. Đây ẩm cái xe nè, ẩm cái xe. Đây. Đi mua gà ẩm thật nè. Ba. Chờ. Cố này. Đây xe mua rau. Cái rau què là dép vô. Mua rau. Nè. Đi mua rau. Gọi dần chỉ còn thiếu rau thôi. Đúng rồi. Thiếu rau à. Rồi đây, ở đây nè. Nè. Cục vàng nãy nói uống gì. Bao tiêu. Nó mà nội vào đổng. Uống đi. Nhớ đầu ly bự lắm mà. Bao tiêu vương má là đúng nón người yêu quen đổi dưỡng quá thì đập gọi cái này ở nhà chứ tao muốn đi shop mà trời nào chở dạ nít nãy chạy để chở nhà phải chạy đi nó sỉnh nó chạy vậy không cho chạy đi chạy nó bị mua hay chạy được không ẩm em lỡ thôi vậy mày ẩm vô chứ vậy dạ đi nè đi vô cả đi ra khỏi rồi đi thì tỉnh thì đó chỉnh này đi 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 rồi lấy tô xuống Huy dẫn xe vô luôn Huy đúng đích vô đúng đích vô mà sang xe sang xe sang xe nhắn đi tao đang luôn nó ổn tao đi ra không có được mày ẩm lên đi tích tay lên tích tay lên tích tay rồi quẹ tao cái đâu tao biến đâu mình tích tay đây là đã. Rồi, tự nhiên cái cục tỉnh xe đèn luôn. Tự nhiên có hết hồn rồi này. Cái đầu. Đi gió luôn. Đi luôn. Đi lại. Ê, thằng Nghĩa thấy cái xe ngã buông hải ra chụp cái xe. Ai giờ cái lỗ này là gãy chứ lỗ này bà đưa béo một cái ông gọi cho mình đỡ chân ai chiếc giặt ra ngoài đây đây nè lên đỡ đi ba tôi vừa chạy vừa vừa ổn rồi đây vừa chạy âm các bạn ơi mua rau đi nha đi ra nhậu nó vô về rau đọt lan vô cá rồi đó về nhà luộc ăn chạy giờ mày nấp ở đâu đây phải không thì tao nấp bên đây nha góc nào đó mình nấp được đó mình nấp rồi đó không thấy tao đâu rồi thấy mày không 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 thấy mày hả rồi rồi tôi đưa qua đây nấp nha các bạn
Con giành được. Để con. Cho anh cái bạc quy. Chạy đây, chạy ơi. Đi. Lát nữa ổng rồi chạy ra ổng hỏi đâu hết rồi nó không biết nha. Nè. Xong chưa, xong chưa? Chủ từ từ để tao dẹp con mẹ từ từ. Dẹp hả? Phải dẹp chứ mày hoài đúng không? Hey, hey, không có. Trốn đi, chạy trốn đi. Trốn đi. Ông vô, ông chui vô đây nè. Ông chui vô đây nè. Tôi qua bên kia tôi trốn nha. Mày qua bên kia đi. Ok. Ông Hải chạy đi. A few moments later.
không có tiền nè. Cái chỗ này đi, chừng nữa tôi có mua tôi mới sợ á. Nhiều tiền tôi nói tôi đi 5 triệu không bỏ đi. Mấy ông kia đền rồi à. Không ăn có nhiêu ăn người ta 5 triệu vậy chứ sao rồi ai trả đồ của người ta bởi ta nát chứ rau đồng này bộ bẻ bộ dễ lắm hả hả trả rồi phải không trả rồi đi về đi về ok cũng không về ăn bưng cái mâm này đi vậy bưng cái mâm này đi vậy cả lấy cái mâm của ta luôn rồi kìa. Rồi giờ sao? Mình đã luôn. Ông nội ra trả tiền mâm cho ta đi rồi đi vô. Tao tiền đã đâu, còn bạc túi nữa. Tiền bà đó bà bao. Bây giờ đi chổng sao giờ? Đi chổng đi. Mọi người mình nói cho mọi người nghe luôn nè. Rau á là mình mua rau kiểu như người ta không ăn được á, mình trộn chung vô để mình cho anh cảnh thôi. Thật sự ra chứ phải là rau ăn được. Tại mình rau mà cái rau mà người ta kiểu như mình cho dạ ăn giả đó mọi người. Mình mua lại. Tại vì khi mình bạn không biết không cảnh thì mình nha. Tại vì muốn cho anh mọi người nó hơi thật nên mình sẽ hy sinh tất cả mọi thứ để cho mọi người vui được rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô trong kia cho mọi người đi thôi. Đi. Chóc da luôn rồi nè. Không có. Ngồi xỉnh cho xe thấy gửi. Không biết là cho ai hay cho tao luôn. Xe đẹp đúng, đúng cái xe luôn. Làm cái in xuống. Anh đã đánh lộn rồi, báo cãi luôn. Vòng ba vuông. Vòng sao ăn cắp cái thao chẳng được. Vòng ba vuông, vòng ba vuông. Phải vòng cỡ này không? Gì? Nội đó, rồi sao ạ? Cho tiền gì? Tiền gì? Nó nói tiền rau 5 triệu bạc hồi nãy có người trả rồi là tao tưởng mày lại là sao? Nó nói đụng vô thao rau bãi nè. Rồi nè đi đâu nó vô 5 triệu. Dạ. Ngoài đụng. Đúng thì mà. Ai đụng? Mày đụng chứ ai? Không có. Giờ tôi đây mấy chạy đây nè mà chạy. Không nói gì trời, cũng có ngại gì trời. Mới tắm mưa cái đợt xong không có mưa chạy đây ngồi nghỉ rồi. Mưa tắm tiếp nè. Ngồi ăn chấp rau tao. Thôi trời, chấp rau ra, giữ rau tao chạy đâu trời. Chấp rau trả tiền ngồi lấy rau trời. Ai trả? Ai trả? Cái gì? Ông mới để đi. Tao cãi cho mấy người nghe. Hồi nãy phải không? Đúng rồi. Ai tin? Vô. Trời ơi. 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 Trời ơi.